Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đỉnh Stress. Nay mình đang có mặt ở Berlin các bạn, thủ đô của nước Đức. Đây là ba loại nước chấm thần thánh, chỉ có ở nhiều sọ thôi, nhiều miếng đầu. Bạn nghe tiếng cũng được nhưng mà mình nhét miệng chưa? Nào to thật quá trời thật các bạn ơi. Tập tiếp theo các bạn hãy đón xem để biết mình. Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đỉnh Stress. Nay mình đang có mặt ở Berlin các bạn, thủ đô của nước Đức. Đây là lần đầu tiên mình có mặt ở thủ đô sau bao tháng ngày mình định cư châu Âu các bạn. Trước mặt các bạn là cái quán làng xưa, quán của người Việt luôn. Nhưng mà bây giờ mình không vô quán làng xưa, mình vô quán bán ốc Sài Gòn của người Sài Gòn. Mời các bạn theo chân mình nhé. Bây giờ mình sẽ đi vô dọc công viên. Công viên. Chỗ này chỗ gì em? Hả, em nói gì chứ? Nó cũng chỉ là cái đường thôi nhưng mà nó ở Mister à, trung tâm hả? Thì ra chưa trung tâm lắm, Alex nó gọi là trung tâm. Nhưng mà Alexander Platz hả? Đây là quận Mister, còn quận nhà em là quận Rheinkendorf. Vậy hả? Ồ. Nên người ta đi bộ, người ta tập thể dục cũng được ha. Sao không đi giữa đường á, đi lên cỏ? Dắp cỏ. Mùa đông cỏ này có lên không? Mùa đông cỏ này đâu có lên đâu đúng không? Dạ không. Mời các bạn theo chân mình nhé. Đó các bạn. Bây giờ nó vô mùa xuân rồi, trời nó mát. Nắng nắng chiếu lung linh muôn hoa và hoa chưa nở các bạn. Đó, sắp tới địa điểm quán của người Sài Gòn bán ốc rồi các bạn. Lần đầu tiên mình ăn một món ở Berlin là mình phải ăn món của người Sài Gòn. Mà xe Vespa đẹp quá. Quán phía nào em? Đó. Nó quán cái bụi cái tre hả? Đó. À là tới rồi nha các bạn. Trước có cái quán có bụi cái tre nè. Đó. Cảnh Việt Nam. Nam mình ngồi ở ngoài hả trong em? Trong. Trong hả? Ok. Quán là mướn ở tầng trệt các bạn. Mình nhìn ở địa điểm phía ngoài nó có mấy cái chén cái chậu nó úp lên. Đây mấy cái chén nhìn hơi ngổ mà, mấy cái bình, cái bàn kiểu nửa nửa Việt Nam, nửa nửa Trung Hoa. Hello các bạn. Hello mọi người đang theo dõi kênh YouTube của anh Định Sadek ha. Đó. Mình tên là Xuyên ở Berlin, đang làm bếp ở tại quán ngon phai số 21 Phan Phục A Lê á. Anh cũng gò dắp luôn các bạn. Mình cũng gò dắp ha Định ơi. Dạ. Có gia đình chưa anh? Vẫn chưa. Vẫn độc thân nha các bạn. Thì hiện tại mình hỏi là biết vậy thôi. Mình cũng đang độc thân. Đó. Hôm nay quán rất vui chào đón anh Định ghé thăm từ Thụy Sĩ mà để bay qua ghé thăm quán ngon nhé. Dạ. Chút nữa anh nấu anh nhớ thêm đồ ăn vô là được rồi. Là em cảm ơn Tiểu Lai rồi. Nhiều đường nhớ thôi. Đúng rồi, đúng rồi.
Rồi, vậy xin phép anh em đi quay vòng vòng quán ha. Dạ, dạ. Ok. Dạ. À, chủ là cũng người Sài Gòn đúng không anh? À, chủ người Sài Gòn á. Bên này cũng ít Sài Gòn. Dạ. À, đẹp quá. Em thì em làm bên sushi. Sushi. À, em làm sushi bên thị sĩ. Nhưng mà nguyên cái nhà hàng của mình em làm thôi. Dạ. Chỉ gì sushi thôi. Dạ. Có đồ nóng. Có đồ nóng. Có đồ nóng. Có đồ nóng tám mấy món vậy. Không không, đồ nóng là trong nóng là bếp là ba người, ba người với một phụ nó bốn người. Mình ôm hết nguyên sushi. Vậy làm cái sao ốp? Tháng nghỉ một tuần nghỉ ngày thứ hai. Dạ. Giờ vô quán các bạn. Quán phong cách kiểu cung Việt. Chúc mình sẽ đi lượn mình quay cho các bạn mới hỏi. Chị tiếp viên rồi. Nó bây giờ là menu quán mà chơi theo kiểu mã đồng sơn son thiếp đồng. Hương mới vô bắt mắt rồi mà toàn tên tiếng Việt không, không khai vị nè. Đây mình quay sơ nha các bạn. Đó, bạn nào mà muốn nhìn menu kỹ các bạn có thể tua chậm, các bạn bấm dừng lại cũng được. Mình chỉ nhìn vô mình thấy cái nào hút mắt mình nói cho các bạn. Có tôm nướng mứa ớt nè, 8.50 đồng dĩa, 2 tầm sú, chắc 2 con. Ăn kiểu này sao sướng miệng trời, sức nữa mà. Gỗ. Có bò kho Sài Gòn nè. Còn nhắc tới cá hồi nó ghê quá. mình làm cá hồi mỗi ngày, cơm rang là cơm chiên nữa bạn. Món Sài Gòn nhưng mà tên thì đánh theo tên của tiếng phổ thông nữa bạn. Vịt chiên hosin nè, hosin là cái sốt mà mình ăn phở ở trong Nam mình các bạn. Cái sốt mà nấu bằng đậu nành họ pha lên họ nấu á. Rồi là sốt thì cũng không nhớ, tự nhiên quên rồi. Còn bún bò Nam Bộ này là mấy clip trước mình có nói rồi các bạn. Trong Nam là không có món này nha các bạn. Chỉ có cô miền Bắc cổ bán rồi sao, cổ đắt quá cổ đặt tên món bún bò Nam Bộ muốn du nhập qua đây thôi. Ồ, khá nhiều món ha. Lên tới 60 mấy món rồi mà. Có ốc hương nè, sủi. Hào nè. Có hào. Hào Việt Nam con mười mấy ngàn, bên này con là 100.000 hơn. Tôm sú. Tôm tích. Tôm tích là bề bề các bạn. Nhưng mà bắt rồi bề bề. Cái món nhậu Sài Gòn. Đùa ếch sabo này ăn cay lắm. Ồ, bên đây cũng có đùa ếch nữa. Lẩu và mẹ. Lẩu Thái chu cay nè. 2 người, 55 oi, 4 người, 90 oi. Thịt bò, đùa gà, cá viên. Lẩu bò 45 oi cũng được. Lẩu bò, tim bò, lưỡi bò, nạm bò, bò viên. Có lẩu cá kèo mặn chua nữa. Bên này có lẩu cá kèo nữa. Ôi, 80 oi. Cá kèo bên này hiếm. Cá đuối cũng vậy. Mấy mà cái nguyên liệu mà nhiệt đới là nó sẽ đắt tiền hơn mấy nguyên liệu bên Tây này, dễ tìm các bạn. Đồ đặc thêm. Rau lẻ bún. Còn bên đây là tên dịch ra tiếng Đức nha các bạn. Còn nước uống là nãy chị nói nằm ở trang cuối cùng. Đây, nước uống nhà làm. Nước cam. Nước mango sake. Là nhà làm.
trong đó có mấy cái nước này, trà đạo cam xả soda, thật đơn gì cũng hấp dẫn các bạn. Có Tiger, Đức cũng có Tiger, nhiều quá, nhiều quá. Có cà phê Việt Nam bên này bán rẻ hơn Thụy Sĩ rồi, có 3.5 đồng, 4.5 đồng thôi. Rượu cocktail hết rồi. À, bây giờ chút nữa mình sẽ gọi món nha các bạn. Mời các bạn bất ngờ là mình sẽ gọi món gì để mình ăn với cái món ăn hàng của mình. Bây giờ camera sẽ quay về mình nha các bạn. Khoai nhấn nào nè, nó lại nhấn rồi đó, anh nhấn rồi. Anh nhấn lại, ok. Tự cắt. Camera mới đứng rồi. Đó, bây giờ là mình sẽ review, nãy mình review nguyên đoạn luôn, nó hư rồi các bạn ơi. Bây giờ review lại. Sorry. Bây giờ review nước chấm trước cho các bạn. Đây là ba loại nước chấm thần thánh, chỉ có ở Việt Nam mình mới có. Mình cam đoan các bạn, từ ngàn bước chân qua châu Âu đi các nước rồi, chưa có chỗ nào mà có cái nước chấm mà nó ngon vậy luôn các bạn. Đó, đây là nước chấm nước xanh Nha Trang. Đó là một muối ớt của Nha Trang luôn các bạn. Y thật vị Nha Trang mà không khác gì hết. Chính rồi. Sài Gòn nha, Sài Gòn thiếu nha. Sài Gòn thì nay nhập vô rồi. Đó. Nhưng mà cái gốc của nó là gốc Nha Trang vậy. Là cái nem muối ớt này là cũng dạng muối ớt nhưng mà nó làm theo cái kiểu lỏng ngọt 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 kiểu Sài Gòn các bạn. Chút ba loại này mà chấm gia vị là thần thánh luôn. Hay bây giờ nhiều những món thần thánh mà. Món đầu tiên đó là ốc hương. Ốc hương này là ốc hương bên em quay nha, kỹ kỹ cho mấy bạn coi nha. Ốc hương này là ốc hương theo anh nghĩ là của Pháp hoặc là Tây Ban Nha này. Chứ không phải của Việt Nam đâu các bạn. Cái màu của cái ốc hương ở ngoài nó cũng hơi bị rêu rêu rong rong, cái dạng bắt ngoài biển tự nhiên luôn nha các bạn, chứ không phải là ốc nuôi. Còn ở Việt Nam thì hiện tại mình ăn ốc hương thì có loại ốc hương nuôi và ốc hương tự nhiên. Ốc hương tự nhiên nó cũng ít lắm. Đó, đây là món ốc hương chúng mình sẽ review cho các bạn. Món thứ hai là món nghêu sọt hết, nghêu nha các bạn. Nghêu hấp thái. Mình ăn thử nghêu hấp thái, bình thường mình cũng ăn hấp xả rồi. Ngao chứ. Ngao này chắc cũng của mấy nước Pháp hoặc là Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha là nhập khẩu qua các bạn. Món thứ ba là món hàu, hàu nướng mỡ hành và hàu thái chanh để mình ăn này các bạn. Và cái món này là cái món tu hài các bạn, tu hài mini, tu hài là ốc bồ voi á. Để cho cameraman ăn. Còn một món nữa kêu là món quái đản các bạn, món quái đản của quán, tức là món quán đại. Đồng hương Sài Gòn đang đãi mình món chân gà chiên phải không em? Nãy nó chân gà chiên hay nướng ớt? Chắc là nướng rồi. Hả? Thơm quá nướng. Thơm. Này mà có thêm muối ớt Tây Ninh nữa. Hết sảy con bà bảy nữa. À, còn mình có gọi ra một ly cà phê sữa đá. Nhưng mà chủ quán kêu uống bạc xỉu đi, vị Sài Gòn uống bạc xỉu ngon hơn thì mình kêu cái ly bạc xỉu đá sữa nhiều các bạn. Mình sẽ review thử các bạn cái này. Nó béo mà nó ngọt, vị Sài Gòn. Cà phê nó thơm, nó ít có bị cái độ của bột bắp nè. Không biết chủ lấy hãng cà phê nào, chúng mình hỏi thử ở bên này có bán mình để mua luôn. Khá là ngon. Còn bên đây là cái ly sinh tố xoài hiền thoại của mấy bạn tuổi tiên theo camera mình sẽ uống này. Đi thêm một coca để uống cho nó phê. Ăn mấy món đồ cà phải có coca đá uống. Bây giờ sẽ review cho bạn. Đi chung với cameraman, cái kiểu như chết cameraman. Bây giờ mình sẽ review món ốc hương nha các bạn. Em coi coi cái dây nó đang nhảy đúng không? Vẫn nhảy dây là ok đó. Vẫn nhảy dây là chút giờ là nhảy lâm ba đa. Cái
cái con ốc này khá là lễ ra khá là dễ mà. Nhìn cái thịt nó hơi khác ốc hương Việt Nam một chút. Ốc hương Việt Nam thịt nó trắng đều, trắng vàng vàng đều. Cái này nó cái nội tạng, nội tạng mình sẽ chấm thử cái chè dừa này. Ăn ốc là phải ăn bút tay đúng không? Cái lúa xanh. Tươi, tươi ngọt. Bên chủ quán nói là đảm bảo hàng tươi mà. Đúng là bạn nào mà ở bên Đức hay là đi du lịch bên Berlin này, các bạn đến cái quán ngon nha các bạn. Có hai chi nhánh, chúng mình sẽ để cái địa chỉ đường link bên dưới. Chấm với muối. Nha Trang là thần thánh. Đó, bây giờ mình với cameraman sẽ ăn chung review từ từ. Chúng tôi cameraman hỏi giật đầu mình chết luôn. Camera men bận ăn rồi, bây giờ mình cũng phải tranh thủ thôi. Mình đốt hết đồ ăn. Bao lâu rồi mới đi ăn? Ốc này. Tháng 11. Từ ngày qua Đức ăn đi quán mà dạng giống như quán ăn mà ốc là mấy lần đầu tiên nha. Còn mua về ăn đó, với làm quán. Đi chắc làm quán làm rồi nó mệt. Mình đi làm xong cuối buổi mình ăn nó mệt trong người, nó không thoải mái. Ăn không ngon. Mày chế gì trước? Lửa vẫn còn đó. Dạ ăn hết này rồi tới này. Đúng rồi. Cái này nó lửa dặn nhỏ nhỏ thôi. Em lặn nhỏ rồi. Đó, bây giờ mình sẽ review tiếp món cứ mặc kệ đi. Nào nó nhiều đó ăn lỗ đó không chịu. Đó, đây là ốc hương Cần Thạnh. Sai rồi, mút ốc bỏ vô mồm mút. Mút à? Xong rồi. Bỏ hết cho mình luôn. Liếm ngoài nữa bạn. Ăn bóc luôn chứ rồi. Thôi chứ để lấy này ra cho dễ nè. Dễ ra. Sướng sướng. Món này á, cái ngon của nó là nhờ giờ thứ nhất á, là cái từ bản thân con ốc á là nó dài. Nó dài nó giòn là ngọt ha, cái đó của con ốc. Cái thứ hai nữa là nó tươi. Là hai cái ngon là cơ bản rồi nha. Cái ngon thứ ba là chủ quán họ nêm rất vừa ăn. Mà hồi nãy anh quên tên là anh xuyên anh nói là con ốc này là anh sẽ nếm cho vị Sài Gòn của mình. Tại vì ở đây cộng đồng là người Việt ở đây sẽ có người Trung, người Bắc và người Nam. Đúng phong cách Sài Gòn thì anh sẽ làm bỏ đường ngọt thôi. Mình chấm một điểm đó nữa là 10 điểm chất lượng. Nếu mà nếu mà quên bé nó bảo bé khó quá bảo nếu quên nay là chính thức là hết mùa đông rồi đúng không? Hả? Vô mùa xuân rồi không? Chưa đủ giờ. Đổ giờ hình như 27 tháng này. 27 tháng này là đổ giờ. Dắt 2 giờ 3 giờ. Cũng vậy cũng được. Chuẩn bị đổ giờ nha các bạn. Đổ giờ thì bên Đức với giờ châu Âu có sền gần sẽ cách Việt Nam là chạy trễ hơn Việt Nam 5 tiếng. Giống như bây giờ là 4 giờ chiều. Thì hiện tại là 10 giờ tối Việt Nam. Khi đổi giờ thì 4 giờ chiều Đức sẽ là 9 giờ tối Việt Nam. Là bạn nào có người yêu mà gọi giấc này thì cứ đi vô quán ốc mà ăn rồi các bạn gọi cho người yêu là chắc chắn chia tay. Chia tay là chia tay, hai người không có ở xa nhau nữa mà hai người sẽ đồng tụ lại. Kiểu qua đây cho nó lẹ. Có program nè. Nãy giờ anh quên để ý program. Có tấm mỡ kìa. Ồ, nó cay cay. Tấm mỡ nghe. Này nãy bao nhiêu tiền? 17 đồng bữa. Khoảng 17, 18 đồng đó. Tính ra tiền Việt là 400, khoảng 420, 430 các bạn. Mà
có dĩa nó nhiều. Đi ăn ốc mình đảm bảo các bạn đi ăn ốc Sài Gòn ấy, gọi cái dĩa mà ốc hương như nè, mình gọi siêu to này, khoảng 400-500 ngàn ký là các bạn ăn cái dĩa này là nó cũng đã là trăm mấy gần 200. Cái này giá nó khoảng gấp đôi, chắc nhiều quá rẻ. Vậy coi như là bỏ khoảng tiếng mấy tiền lương mà ăn như vậy là tháng. Chúc mình review món thứ hai, mình sẽ quay tiếp các bạn. Bây giờ mình tranh thủ với nhau, con nhỏ này ăn lẹo quá. Tính đi đi, mình tính mình review món kế tiếp các bạn. Mà có con này mình nhặt được bự quá, mình dành cho mấy em dành nãy giờ. Đó, nó bự các bạn. Ốc hương mà cái loại này mà cái loại 1, loại 2 ha. Cái này nó cũng cỡ là 1,5. Loại này là cũng phải 400 ngàn ký nếu mà ở Việt Nam thôi. Thì mình hôm trước mình có đi chợ Bình Điền, mình cũng biết cái giá đó. Còn nó to 3 ngón tay luôn. Đó. Ồ, nó to rồi. Chơi luôn các bạn. Kỹ cho các bạn coi. Ôi. Ôi. Đó là các bạn. Ơ, đừng đứt nhớ. Ôi, coi các bạn, thịt nè. Bạn coi đầu ngón tay mình nha. Ôi, thịt như đây. Ăn cái dĩa này muốn no luôn đó trời. Phải liếm nữa, liếm cái đầu. Ngon. Nãy giờ anh chấm có nước xanh rồi. Mình chấm nước đỏ. Mời lại nhé, nãy giờ anh cũng quên mời luôn. Mất lịch sự chứ. Con dọn phòng. Cài quá. Mưa đổ cài rồi. Rồi chân nè. Gì hả? Cài là hai loại trên một dồn vô. Mưa cài quá. Cài mạnh xuống miệng. Mấy năm chờ rồi mới ăn ốc bên Đức. Bên châu Âu luôn á. Ngon vậy mà. Đảm bảo ngon nhất từ trước tới nam nữa châu Âu này. Không phải là chủ Sài Gòn mình giới thiệu nha. Mình đảm bảo các bạn tới là khi các bạn tìm cái quán này, địa chỉ ở bên dưới. Các bạn mà muốn coi những cái món ngon của Bạc Liêu mình khám phá nữa thì các bạn đăng ký kênh để đón xem những clip tiếp theo nhé. Các bạn ăn nãy giờ, mình nói thiệt, ăn nãy giờ con bé này nó ăn dữ lắm. Mình cũng chả thua đâu mà chưa hết được cái thau này nữa mà. Rồi cái nồi chưa hết được, nhưng mà bây giờ thèm tới món ngào hấp thái quá. Bây giờ tạm ngưng, sẵn có bếp nè, mình mượn luôn cái hộp quẹt rồi. Chút ăn xong món này quay lại mình làm nóng món này mình ăn tiếp. Trời ơi, còn mới lên được nữa các bạn. Còn ăn coi dĩa này mình mới được có mấy con rồi, nó no. Bé bên đây mình dĩa nó nhiều hơn chút, còn mình bận xin nghỉ thật. Đúng rồi, anh 246 rồi. Em nhiều. Em 8 con. Đó, bây giờ mình sẽ review cái dĩa nghêu hấp thái. Thầm lần. Để cái góc này bạn có nhìn được đâu. Bây giờ mình sẽ review cái nước chấm cần thời nữa chứ. Cái nước cho sốt hấp thái có giống kiểu Sài Gòn không các bạn? Hay ngọt mới gọi là kiểu Sài Gòn. Ồ, chất lượng. Có mùi riềng mới gọi là mùi của Thái các bạn. Xả là cơ bản của Việt Nam thôi, nhưng mà khi đã dính với Thái là không có riềng. Nói vậy á. Nó ngọt mà nó thanh. Chứ không phải là ngọt mà kiểu ngọt ghét khó chịu. Ngọt thanh, hơi mùi riềng. Xả nè. Có Huế, gọi là húng Huế. Ớt nè, ớt cài. Ngon quá. Good appetite. Đây mình sẽ review một con nghêu cho các bạn. Gọi là con nghêu.
này cứ để trước mặt không, không biết chừng nào mới được ăn. Trời ơi, này vô ăn ở dưới lắm mới ăn được cái quán ngon này các bạn. Không phải có tiền mà muốn có tiền ở bên này là ăn ngon được đâu. À, cảm ơn em nha. Cảm ơn bé Hằng Camera dẫn anh này cái món thơm mát này. Bây giờ hôm nay mà Nga mà nó mới cứ vứt tên lửa nó làm còn bị thương cũng chịu nó thôi, còn phải ăn nữa không có chết liền đi đâu. Ồ đúng không đó, nhiều không chơi nữa mà chơi miếng nước này đã muốn mua xanh thì nó nóng. Tươi 100% là tươi luôn. Quán nãy bồi bàn nói nè, đảm bảo anh tươi, không tươi trở lại. Ngon bái cái được đấy. Cay nữa. Bỏ cái đỏ chưa. Tưởng nó là cái này mà dẫn người yêu vô đi ăn cái kiểu này thôi vậy chia tay luôn. Tại dành ăn quá rồi. Còn hai nữa là hai đứa cái hợp tính nhau vô cứ dành ăn anh ơi, đừng có mà nghĩ lộn về cũng vui vẻ là được, tại vì ngon quá mà. Chúng mình sẽ đi review tiếp nhé các bạn, để xem được xem nước xem à, quên cảnh mũi ngon quá các bạn, hết rồi qua đây là hết rồi đó. Bây giờ là tới món hào cái món tu hài nha các bạn. Bây giờ cái món này là kêu cho bạn cameraman ăn nè, còn mình hàu sống, mình thích ăn hàu sống các bạn, với mình hỏi kỹ rồi hàu tươi nên mình mới dám hàu sống đó. Thì bây giờ bạn thử nè, em review đi, bạn nghe tiếng cũng được nhưng mà mình nhét miệng cho. Này có gì, có đậu phộng nè, mỡ hành nè. Cái này mà cho thêm miếng tép mỡ được ha. Dạ. Đó, có mỡ. Dạ. Vậy thì review đi. Em mà rớt hết nguyên cục rồi nó mạnh lắm. Ừ. Trời ơi, con heo nó lớn. Còn trắng luôn, ăn nó bỏ mạnh lắm. Hai con này của em á, đừng có tiết kiệm. Ai nó to rồi mà. Béo hả? Đây nha. Nó to rồi các bạn, độ nó to để mình cho các bạn cái tay của mình ngon đó, nó to vậy luôn các bạn, bàn tay các bạn đó. Đây nha, có ngọt ngọt gì không? Béo à, không biết hàng hầu màu xanh đó. Cái mình sẽ review hàu mù tạt nha các bạn. Khi lại mình ăn hàng mù tạt mà mình không có ăn nước tương nhiều, mình chấm mù tạt thật là nhiều. À, mình nhìn nè, mù tạt thật là nhiều. Nước tương mà ăn có mù tạt nữa không? Mù tạt thật là nhiều, nước tương rất coi. Khẩu vị nè, cho nó phê. Ăn nước tương nhiều quá nó không phê. Khi mình làm sushi mà mình ăn mù tạt là gần như là gần 70% pha chế với lại 30% nước tương thôi, cho nó đậm. Bây giờ mình sẽ đây có đá viên, nãy giờ là giữ lạnh luôn các bạn. Mình sẽ lấy một miếng xào ra như vậy là sẽ ôi cái còi này chắc ghê lắm rồi. Ôi xong mình tái ôi cái còi chắc. Đây mình sẽ review cho các bạn con hào. Của chủ quán cho mình hai miếng chanh thật là to. Chanh này là phải là cả một đồng một cái này, đồng cũng có 25.000 đó. Này nãy con gì 4.5 nè. 4.5 là một con là 110.000 nữa. 110 tới 115.000. Tái chanh, tái chanh mà trong chanh nó có axit các bạn, thường ta hay ăn tái chanh là do trong chanh nó có axit nó làm tái mà con hào chín dưỡng chít, khi có vị chanh ăn nó cũng dễ chịu hơn khi ăn hải sản. Có cái nước này mình hút nước luôn.
Nước chanh. Quỳnh, anh em đánh lên thì mình cái người tạc quên lắm. Nhiều luôn. Rồi, bây giờ là mình hy sinh cảm tử quân nữa bạn. Ngập con hào lên. Rồi. Rồi, bây giờ đánh giá các bạn. Hào này so với hào mình ăn ở biển Cần Giờ, Vũng Tàu, mình hay ăn ở đó. Nhưng mà mình đi mua hào ở chợ Bình Điền á, hào này á, cơm nó nhiều hơn, thịt nó béo nhiều hơn, nhưng mà nó không ngọt bằng hào ở Việt Nam. Hào Việt Nam theo mình đánh giá là đỉnh nha các bạn. Hào Việt Nam là vừa béo mà thơm thơm nhẹ, mà nó còn lại là nó ngọt hơn. Hào Việt Nam đỉnh hơn. Hào này mình chấm là khoảng 8 điểm thôi. Hào Việt Nam là 10 điểm. Đó là đánh giá cho các bạn biết. Thôi hẳn đây mình so sánh Việt Nam làm chi. Nhưng mà nói về độ tươi của hào bên đây, ăn con hào rất là tươi. Thôi mình làm ở quán cũ á, mình có ăn hào rồi. Con hào nó của thổ nó giao ăn cũng giống giống như hào này. Nhưng mà có thể nó giao hơi trễ, mình lại mình ăn mình cảm thấy không tươi bằng con hào này tươi. Thì ăn con thứ hai, em ăn con thứ hai đi. À, ăn hết con thứ hai hả? Ui sợ nhỏ đây ăn lẹ rồi. Ai con hào thứ hai, ai thiếu cẩn thận này. Con hào này mình nhất quyết mình sẽ không ăn tái chanh, mình ăn sống với mùi tạp thôi cho nó giữ cái hương vị luôn. Ồ nó to. Để đây luôn nha. Cắm mù tạt về mới sướng. No. Hào to thật quá trời thật các bạn ơi. Hôm nay mình đi qua Hà Lan mình bắt hào mình sẽ đi review cho bạn xem. Xếp kèo rồi. Chỉ chờ một người nữa đi với mình thôi. Đó, bây giờ mình sẽ ăn món à. Quay rồi. Giờ một đống dĩa nhìn đâu cũng là giờ vỏ trời. Quay luôn. Ai về thì em đi, mình ăn. Đây là con tu hài các bạn. Hay còn gọi là con ốc dồi dồi, tại vì nó có cái dồi nó giống con dồi nên gọi là ốc dồi dồi. Nhưng mà cái này là mình gọi là ốc dồi em bé nhưng mà nó nhỏ. Cũng là nướng bên hành luôn. Cái đầu nó hơi đỏ đỏ, nó hồng hồng. Nhìn cũng khơi khơi. Thôi, tại giờ không đi luôn á. Chắc mỡ nó ngon, mỡ nó thơm. Nhỏ này nãy ăn tép mỡ. Ngon vậy mà nói. Kiểu mặt em biểu cảm chưa xuống. Bây giờ chấm gì ta? Xanh đi. Nước xanh này. Mình sẽ review nước xanh đó mà. Dịu lắm. Mình nghĩ là đầu tiên là cái vị nó sẽ cay nè, nó mặn mặn của nước chanh, nước Nha Trang nè. Rồi thơm của mùi đậu phộng rang nè. Rồi mỡ hành nè, thơm nè, mình không biết. Cái vị của con ốc này nó có ngọt và nó có giòn luôn. Mời các bạn xem nhé. Đám đồng tiền. Đám đồng tiền. Đám sống bên Đức. Con sò này nó rất là, con còi mai này nó rất là giòn.
dai và ngọt thịt, cảm giác tươi nữa mà. Mình lại gần cho bạn nghe tiếng dòng, nghe mà nó rập. Nếu mà đúng con tôm hài mà mình ăn mà đúng bản của nó phải vàng vậy, sau khi mà mình lột da nó cũng phải còn vậy. Còn lồi đó mà các bạn thái ra ăn sashimi hết sảy, còn cái bộ đồ lòng của bạn nấu cháo ăn sướng. Không biết bên đây có con bắp dừa voi không, bữa nào mình kiếm mình cũng dám lên review cho bạn. Mình nghĩ là bên Đan Mạch hoặc bên Hà Lan là có cái chỗ đấy bắt con bắp dừa voi ăn mạch, thì ở đây đặc biệt đi lên ăn mạch là nó gặp đúng không? Chứ mà anh mà từ anh đi hướng phía nam anh lên nữa là sao đó, đây dám chặn đường từ đây đi lên Đan Mạch á, nó gần hơn anh về lại ký thị sĩ á. Hôm qua đi mệt quá rồi, đi rồi thị sĩ của anh em đi 8 tiếng đồng hồ từ bến Ba Sen, 8:10-14 phút mình lên tàu về tới đây là 4:30 mình mới tới đây được, hơn 8 tiếng đồng hồ vậy mới tới được Việt Nam. Ôi nó đuối, ý là đi tàu cao tốc, tàu siêu tốc của chạy ICE chạy rất là nhanh, có lúc đạt vận tốc là 280-290 km/h. Lúc đó mình ngó màn hình mà có khả năng nó chạy hơn 300 km/h. Quãng đường thì nó chỉ có là khoảng 700 km thôi, khoảng 600-670 km, nhưng mà do là nó đến những cái bến nó phải dừng lại, ví dụ là từ Ba Sen Thụy Sĩ nó sẽ dừng lại ở bến là Mannheim nè, bến Frankfurt nè, rồi bến Kassel nè, đó mấy cái bến lớn đó, nó sẽ dừng lại. Ngồi quá nhỏ dừng không nở nuốt luôn á. Chúc mừng mình sẽ đi viên món tiếp tục, chờ xem các bạn. Bây giờ dọn up rồi, mình bàn muốn hết luôn rồi. Bây giờ là hai anh em ngồi chơi lại món bữa này, không biết có chảy không nha, chơi cho mình cũng dễ. Chơi lại món ốc hương xào, nãy xào gì ta, xào tỏi, ốc hương xào bơ tỏi. Thôi nó nhiều quá mà giờ ăn nó no rồi. Hên là hồi nãy mình dừng kịp á, hai anh em mình đang tính me món món gì, bạch tuộc chiên nước mắm hoặc là bạch tuộc xào sả ớt gì đó, rồi thêm một món lẩu nữa mà, lẩu cá kèo hoặc là lẩu Thái Lan nữa. Nhưng mà hên là anh em cái kiểu là ăn cứ ăn rồi coi cái bụng tới đâu, với lại là ở quán cũng ra khoảng 15 phút là có món rồi. Nó không phải giống như mấy chỗ nhà hàng bên Tây mà ăn phải đợi nửa tiếng tiếng các bạn. Việt Nam mình phục vụ cũng khá là nhanh. Thành ra là anh em cứ kho thần rồi. Đói thì kêu tiếp, nhưng mà bây giờ có thiệt nó no quá các bạn ơi. Thịt nó rất là nhiều. Món nào hôm nay? Giờ mới đeo lên các bạn. Tiếp đi. Cái dĩa quái đảng quán đải là dĩa chân gà nướng đó các bạn, là gửi vô trong bếp làm cho nó nóng lại, mình review cho nó ăn cho nó hấp dẫn các bạn. Giờ hai anh em trong cái chờ đợi là mình sẽ ăn món ốc hương này, review lại tiếp. Công nhận nó no luôn đó. Tập tiếp theo các bạn hãy đón xem để biết mình đi những cái món nào ở Berlin này nha các bạn. Thủ phủ Berlin. Đây các bạn, đây dĩa gà mình nhờ chủ quán nướng lại cho nó nóng rồi các bạn, ra rồi nè. Gà ăn rau răm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem. Không biết giờ ở Việt Nam cặp chân gà nướng với ớt nó nhiều hết rồi, mình quên rồi. Hồi đó ăn ở Việt Nam mình nhớ giá không? Không ăn. Mà đảm bảo các bạn, chân gà ở đây nó to hơn. Gà bên này nó cái giống nó to hơn các bạn. Ôi nó thơm nhức nách luôn. Nách muốn giật luôn các bạn. Mới hửi thôi cái mùi thôi. Ý là mình no rồi mà bây giờ mình hửi cái mùi chân gà nướng với ớt này nó xuống. Thơm. Đó, bây giờ mình sẽ review cho các bạn nha. Ôi. Em có biết làm gà rút xương không? Ướp rất là vừa ăn các bạn. Nhớ chỉnh góc quay nha nhỏ.
Này mà có thêm muối ớt Tây Ninh nữa là số 1 luôn. Nhưng mà cái muối ớt này nếm đó, nêm này là mình đã cảm thấy ngon rồi. Ngon quá. Mình cũng thích cái món gọi là món chân gà rút xương mà làm với gỏi các bạn, ăn nó món nó ngon. Mà không biết có ai biết làm món chân gà rút xương không? Có bạn nào bên Đức mà biết làm món chân gà rút xương với bạn cho địa chỉ nha, mình tới nơi luôn, mình hùng mồi cho các bạn công làm đi. Mình review nha các bạn. Mình đang rảnh mấy tuần rồi. Ăn này mà kiểu sạch sạch tay mà cầm cái nĩa này nọ thấy mệt lắm. Chứ là mình làm ở bên Ba Sền á bạn, khách nó ăn nhiều khi ra cuộn sushi á, nó gấp cái đũa không được. Có nhiều cái ăn mấy cái gọi là nem cuốn, là bánh gọi là bánh trắng cuốn á, nó cầm đũa rồi nó cầm nĩa này nọ nó xẻ cái cực khổ á. Đó là mình cầm cái mình chấm nước tươi gia vị mình ăn là sướng nhất. Cái tay nó ăn cực khổ á, nhập gia phải kỳ tục, ăn mấy nhà hàng Việt Nam phải kỳ tục chứ. Bây giờ mình để camera nè nè tiếp tục. Đó, hoàn cảnh của quán ở ngoài cái view bây giờ là gần 5 giờ các bạn, gần 5 giờ à. Cảnh rất là hữu tình. Bây giờ nhiệt độ ngoài trời nó chắc tầm khoảng 14-15 độ, y hệt nhiệt độ Đà Lạt luôn các bạn. Cảnh rất là đẹp. Bây giờ ra trước cái mình ngồi mình kêu một ly cà phê cappuccino nó uống hết sảy con bà bảy luôn. Những quán giờ cũng khá là đông, chưa có bàn tay nữa. Giờ mình review cái ly trà đào Khâm Xã rồi. Đây của cameraman nó gọi ra nhưng mà mình chơi luôn. Khé luôn. Nó thanh các bạn, nó không có ngọt gắt. Cũng được. Cho mình cảm nhận chấm là 7.75. Mình khó tính lắm á. Có sao chấm vậy, khách quan đánh giá. So với cái ly mà bạn gái mình làm, ly bạn gái mình làm ngon hơn, công nhận. Bạn gái mình là cái gì cũng số 1. Đây các bạn, bây giờ mình ăn xong rồi. Tính tiền nè. Đó, cái giá hồi nãy mình có review sơ cho các bạn đó. Trong đây là chưa có sạc 5% nha các bạn. Cái này là chỉ là giá đồ ăn thôi, không có tiền bo mình bo riêng nha. Đó thì cái giá này nó khoảng 82 đồng tư, là hơn 2 triệu một tí cho hai người ăn ở Berlin. Giá của nào tiền nào của đó, ăn chất lượng. Mình ăn không hết luôn các bạn ơi. Bây giờ gói mang về nè. Đó, chân gà với loại cái gì? Ốc hương. Đó, đủ cho tối nay về mình chiên cơm lên ăn với cơm cháy ngon các bạn ơi. Vậy phải mua gạo đó nha nhỏ. Chúng mình xách gạo à. Xách gạo với về mình ăn cái gì? Không, cái qua là thịt. Thịt mình chấm mắm nêm phải không? Để bên nè. Đó. Thì clip của mình nó đơn sơ đơn giản vậy thôi các bạn. Bây giờ tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo ăn uống ở Đẹp Tiên các bạn. Đó, đây là hoàn thành. Xin chào các bạn.